tại sao cao sao vàng việt nam được yêu thích đến phát cuồng ở nga cao sao vàng của việt nam là sản phẩm quốc dân rất phổ biến thời liên xô và hiện được nhiều người nga yêu chuộng Tin dùng chữa trị nhiều bệnh thông thường cao sao vàng loại dầu sao nổi tiếng của việt nam chuyên trị nhức đầu sổ mũi cảm cúm chóng mặt say tàu xe mới đây bất ngờ xuất hiện trong một video quảng cáo gây sốt tại nga đoạn video quảng cáo về cao sao vàng jessica hay golden star khiến nhiều người Việt Nam thích thú khi vừa gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, vừa càng thêm tự hào khi sản phẩm quốc dân của Việt Nam được ưa chuộng tại Nga Xô và nhiều nơi trên thế giới. Video quảng cáo cao sao vàng liệu pháp trị liệu mát lành sản khoái. Video được tài khoản YouTube ground Key Review phát hành vào tháng 7 năm 2020. Có tựa đề cao sao vàng liệu pháp trị liệu mát lành sản khoái. Trong đoạn video dài 40 giây, các bạn trẻ Nga thay nhau mở nắp và cảm nhận mùi hương đặc trưng tỏa ra từ chiếc hộp nhỏ cao sao vàng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đoạn video hiện đã được hơn 52.000 lượt xem và được cộng đồng mạng Nga và Việt Nam đặc biệt quan tâm chia sẻ. Người Nga sùng bái cao sao vàng Việt Nam. Trong thời kỳ Liên Xô, người Nga rất tin dùng và sùng bái sản phẩm cao sao vàng của Việt Nam. Theo đó, rất nhiều người sử dụng đã khẳng định chắc chắn về đặc tính chữa bệnh của cao sao vàng thần thánh này. Nhiều chuyên gia cho rằng thiết kế bao bì có hình ngôi sao vàng, biểu tượng trên là cờ Liên Xô và tên gọi ý nghĩa đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa cao sao vàng Việt Nam đến gần với người dân Nga Xô. Theo Sputnik, từ năm 1975, Việt Nam đã ký kết thỏa thuận xuất khẩu sản phẩm cao sao vàng sang Liên Xô, do phải đảm bảo đủ số lượng xuất khẩu, có tới 5 nhà máy dược phẩm sản xuất mặt hàng ngày thời bấy giờ. Tại thời điểm kỷ lục, năm 1983, một xí nghiệp ở Đà Nẵng được giao sản xuất trên 20 triệu hộp cao sao vàng cho thị trường Liên Xô. Tại Nga hiện nay, cao sao vàng đã không còn phổ biến Phát cuồng như thời Xô Viết, song nó vẫn tiếp tục được sử dụng khá rộng rãi trong xã hội Nga. Chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội Nga, nhiều người cho rằng mùi hương và sự mát lạnh của cao sao vàng mang lại tạo cho người dùng có cảm giác dễ chịu và sảng khoái. Tất nhiên, nhiều người cũng khuyến cáo rằng việc sử dụng quá liều lượng có thể dẫn đến hiệu quả không như mong muốn và có thể xảy ra hiện tượng dị ứng. Cao sao vàng Việt Nam được người Nga sử dụng chữa các bệnh thông thường như nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm, chóng mặt say tàu xe, mũi và côn trùng đốt. Người ra, người Nga còn dùng vào nhiều mục đích khác, như khử mùi không khí trong phòng, chữa nhiễm trùng nấm trên móng tay, làm cho mèo không cào đồ đạc trong nhà. Cao sao vàng Việt Nam là đồ dùng hàng ngày, thân thuộc với nhiều thế hệ người Nga. Hiện cao sao vàng của Việt Nam cũng là mặt hàng bán chạy trên thị trường quốc tế. Theo đó, trên các trang bán hàng trực tuyến hàng đầu như eBay hay Amazon, sản phẩm này có giá cao gấp đến hàng chục lần so với giá gốc tại Việt Nam và được người dân các nước ưa chuộng